mẹ của anh như thế nào? Chắc là mẹ của em bây giờ là đang đang xem chương trình này này. Rồi, bạn cứ nói thoải mái, mẹ, chắc chắn là mẹ của sẽ em, rất vui. mẹ của em rất là hiền. Rồi, mẹ của Dũng rất hiền các bạn ạ. rất là yêu thương các con. Lúc nào cũng chăm lo rồi chu đáo với tất cả mọi người trong gia đình. Câu tiếp theo của các bạn nữ đang hỏi đó là mẹ của anh đã từng có con dâu hay chưa? Mẹ... Đây là hỏi ví dụ anh em hay là như thế nào đó. Đã từng có con dâu chưa? Có thể là của anh, có thể là của em. Mẹ em thì chưa từng có con dâu. Đấy. Chưa một lần nào. À, chứng tỏ là vẫn thiếu kinh nghiệm một chút. Chưa từng thì làm sao mà biết đấy, được đúng không ạ? Chưa là thiếu kinh nghiệm ạ? Thì chính vì thế mà mẹ của Dũng khi xem phim liệu có phản hồi gì với Dũng không? Em thấy khá nhiều phản hồi đi. Nào đầu tiên là gì ví dụ ạ? Ví dụ như hôm có một hôm em về Thái Nguyên ấy, cũng một tối thôi, thì quay một cái cảnh trong bộ phim là hai đứa tặng quà cho mẹ mà quên không giật cái mác. Thế mẹ em đứng ở ngoài nói đúng cái giọng: "Ôi giời ơi, ngu thế. Không tặng quà thì không giật cái mác đi." Hiền lắm các bạn ạ. À. Ngu thế sao không giật cái mác đi?